Quý vị và con thân mến, mời quý vị và con quay trở lại cái vườn cam của anh Chín tại Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang. Với cây cam chỉ, nhưng với 10 năm nay cây vẫn bền vững, có những cây đến 2 tạ quả. Chúng ta sẽ cùng anh trao đổi những cái kinh nghiệm và bí quyết để giữ được cây cam có năng suất, có chất lượng. Xin mời. Em chào anh. Rồi. Địa chỉ của mình đây là thôn gì đấy anh? Kim Thạch, Thanh Hải. À, Kim Thạch, Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cái vườn của anh này, cái số lượng cây mà được thu của năm ngoái có nhiều? Năm ngoái mình thu hơn 100 cây thôi. Thực ra là cái số lượng cây thì mình trồng nó và rơi vào tầm ổ cả trong vườn ngoài, nó rơi vào tầm 300. 300 cây, nhưng mà cái cây để thực thu hoạch của năm ngoái thì có hơn trăm thôi. Năm nay là ta đứng tính 200, bắt 200. Em thấy có một cái hay này, mặc dù là rất dày, thế nhưng mà anh này, em thấy cái vườn cây nào cũng thế thôi, anh tỉa mà như thế nào mà em thấy nó thoáng hết ở bên giữa cả. Rồi. Dạ. Nói chung là cây này là của mình là năm ngoái mình sai quả, thì mình hạ tán, mình cắt hết cành răm, cành phô đi, thì nó chỉ còn cành như thế này. Đây là cắt những cái cành ở giữa, đâm ra nó ra cành nhện, đúng không? Đúng. Rồi, ok anh. Như năm 2023 vừa rồi anh thu cả cái vườn này của hơn 100 cây được bao tấn? Nhà thì hơn 100 cây được hơn 4 tấn. Hơn 4 tấn. Rồi. Gọi là nó cũng chưa phải là cây xa, nhưng cây nó chưa được đều. Có cây thì hơn tạ, cây nó vết vào. Cây này đây là hoàn toàn là cái cam chỉ đấy phải không? Đúng, cam chỉ hết. Anh trồng từ năm nào? 2015. 2015, ok. Em thấy một cái hay nữa là cái bí quyết của anh đó là anh làm cái đất nó rất thông thoáng ở rễ. Rồi. Và mình đưa đây là toàn bộ, đây là cái nền gì đấy? Đây là phân trâu không đấy. Anh dùng năm nay cái Sumago đến giờ phút này anh thấy là cái chất lượng cây của mình so với mọi năm, thấy là đến giờ phút này anh thấy nó có biểu hiện tốt không? Thực ra thì cây Sumago của mình như này nó năm nay nếu mà để mình mới tưới lần đầu tiên đấy, nhưng mà thấy nó cái cây để phục hồi sau lúc mà thành hoa thì nó xanh hơn nhiều, xanh hơn so với mọi năm. Mọi năm nó cứ vàng vàng, nó chuối thôi. Năm nay như này nó cũng ổn định được, đúng không? Vàng. Có một cái chuyên đề mà em thấy rất hay này của anh là anh có kinh nghiệm làm cái cam chỉ. Rồi. Mà ở hiện nay là cái cam của anh bắt đầu có hiện tượng chuẩn bị tắt hoa và tắt hoa. Đúng rồi. Thế thì từ bây giờ đến cái giải pháp mấy hôm nữa này anh có những cái tác động gì vào đây để giữ được cái quả? Bây giờ thì trên cây thôi, bây giờ chủ yếu là chăm trên cây, dưới gốc là như thế là ổn rồi. Thế thì cần tưới một lần xuống gốc nữa xong là thôi. Thế bây giờ lại phun ở trên, kết hợp các loại dưỡng chất, dưỡng trái ở trên cây thôi chứ không. Cụ thể ở đây là anh sẽ đưa cái gì? Bây giờ là mình phun, có thứ nhất là vừa rồi đã phun cây bo thuần xong, bây giờ chuyển sang cái bo canxi. Bo canxi. Bo canxi chống phần thằng quả và axit amin. Và cái bo canxi, bo bột nữa. Bo bột. Đấy, trong đó là mình phun hai loại, có hai loại bo. Ở đây anh đã dùng cái gibberellin hay còn nói là cái G3, đã dùng, có dùng để mình giữ quả không? Có. Phun một lần rồi. Bây giờ là bắt đầu tiễn sau 5 ngày là quay ra tiễn phun lại lần nữa. Tức là mình phun một lần rồi. Sau 5 ngày mà khi tắt mình tiễn xong 50% hoa là đã phun lần rồi đấy. Thế ạ. 50% cánh hoa rụng. Cây như cây này mà năm ngoái anh thu là? Năm ngoái thì nó rơi vào tầm 1 tạ rưỡi, tạ 6. Cái to xa như này, trên vườn mình những cây được tầm 1 tạ rưỡi, tạ 6. Còn tầm 1 tạ mới, những cây nhỏ thì không nói, những cây to nó tầm mà trồng cùng năm đó thì cây nó xa nhất là tầm tạ 6. Thế theo anh thì để trong 10 năm vừa qua cây vẫn cái bền như thế này thì cái bí quyết anh rút kinh nghiệm ra trên cái vùng đất thấp như thế này thì anh làm thế nào? Đất của mình thì thực ra thì ở chỗ này không phải là thấp đâu. Đất này là tương đối cao ráo đấy, vì là nó không bị úng nước này. Thứ nhất không úng nước. Tức là cái rút ra đó là một là phải thoát nước. Thoát nước. Đúng. Cái thứ hai nữa là cái gì ạ? Thực ra thì cái phân bón ấy là mình cũng phải cân đối trong cái thời điểm, cũng như là thời điểm nào đó mình cần cho ăn. Phân loại phân gì? Và đến lúc mà thành quả rồi thì mình cho ăn loại phân gì đấy thì mình phải cân đối. Chứ ở đây tuyệt đối là chưa có một, đến 3 năm nay chưa dùng một tí phân hóa học nào. Có nghĩa chỉ là có cái phân trâu với ngô đỗ với cả có một vài tấn là cái humic. Tức là trước ngày thì mình có dùng humic. Trước thì dùng phân ấy quá nhiều rồi. Quá tức nhiều là cũng... mình gần như không dùng hóa học. Đúng rồi, không dùng hóa học. Dùng hóa học quá nhiều. Bí quyết thành công đó là một là thoát nước, hai nữa là dùng nhiều hữu cơ. Đúng rồi. Đấy, đặc biệt là phân trâu, phân bò, đỗ tương. Rồi ngô, phải không ạ? Rồi thêm các cái hoạt chất, cái chất hữu cơ kích rễ đó là humic. Trong cái Sumago thì cái thành phần humic nó chiếm 90% này. Nhá. Đây là cái cây cam vinh như thế này là anh trồng từ năm nào đấy ạ? Đây, cái này trồng là 2012. Bắt đầu 2013 bắt đầu ghép. Như cái cây này năm ngoái là được khoảng mấy tạ quả? Cây nhà mình cái trên bình quân nó rơi vào tầm 70 cân đến 1 tạ. 70 cân 1 tạ. Đúng rồi. Năm ngoái là bán sớm, phải không ạ? Bán sớm. 17. 17. Hay nhỉ. Nhưng mà năm nay lại coi như là xài lắm. Vâng, cam vinh năm nay vẫn đạt. Nói chung là tiền nợ nó vẫn đạt.
đây là cái bí quyết thành công của cái thoát nước đấy phải không ạ? Rồi rồi. Đấy. Thế thì ngoài ở trong cái vườn này về cái dinh dưỡng cũng có cái gì thay đổi không? Không, nói chung là mình bón phân cam canh như là những cam vinh làm như thế. À thế. Vâng. Cũng chỉ hữu cơ thôi. Hữu cơ thôi. Sumogo hôm nay đến thăm anh cũng là một khách hàng ở trên địa bàn xã Thanh Hải, nhưng mà thấy là cái sản xuất của anh nó thay đổi. Đấy, thứ nhất là thoát nước tốt. Rồi. Dùng nhiều hữu cơ. Cảm ơn anh nhé. Dạ.